Hai cô em xinh đẹp này đang trên đường đi du lịch ở đảo xa cùng đám bạn, thì không ngờ lại đụng độ một con quái vật có từ thời tiền sử, do thí nghiệm lai tạo gen điên rồ làm ra. Thân hình to lớn như cá sấu, đuôi dài như thằn lằn, đầu mọc sừng nhọn, làn da cứng giáp. Trên đảo lâu năm con quái vật vô cùng đói, thế nên vừa thấy con người, nó liền phát điên lao đến, muốn nuốt ngay hai cô gái vào bụng. Trong lúc hoảng loạn chạy trốn, em gái tóc ngắn lại không may dẫm phải đinh. Dù có đau thấu tim gan, thì hai cô gái cũng phải giữ im lặng tuyệt đối, nếu muốn bảo toàn mạng sống. Mọi chuyện sau đó sẽ ra sao thì cùng mình vào bộ phim này nhé. Vừa thi văn trúng tủ nên đám bạn gồm 4 nữ 3 nam này quyết định chơi lớn. Họ rủ nhau đi du lịch nơi đảo hoang mà chưa ai đặt chân đến. Mấy thanh niên tuổi trẻ chưa trải sự đời, đọc trên báo thấy có tin đăng rằng hòn đảo này có quái vật thí nghiệm, nên đã lên đồ nghề chuẩn bị mọi thiết bị để đến đảo thám hiểm. Xe đang chạy vô cùng chiêu thì lại đâm trúng một con quạ. Đây chính là điểm báo trước những điều xui rủi. Nhưng những cô cậu này không mấy để ý, tiếp tục lái xe đi sâu vào trong. Xe buýt đến nơi thả họ xuống. Đám bạn đi bộ theo hướng của máy định vị. Thế nhưng phía trước đã là đường cùng, bên dưới còn là một dòng sông lớn. Trong lúc Annie còn đang than vãn chán đời, thì một người đàn ông xuất hiện giải giấy tang, khiến cả bọn đứng hình. Anh đeo kính là Trác Vũ, lấy hết can đảm hỏi ông ta đường đi đến đảo. Ông ta chỉ bảo đi thẳng, rồi lập tức chạy mất. Đám bạn không quan tâm đến biểu hiện kỳ lạ này mà cứng đầu đến tìm một chiếc thuyền gần đó. Con thuyền này có thịt cá mập thối, khiến Tả Nhất Kiệt buồn nôn. Sau khi đã thương lượng giá rõ ràng, thuyền đã xuất phát. Trên đường đi, lũ bạn còn kể cho nhau nghe. Vào 20 năm trước, trên đảo có một phòng thí nghiệm bí mật tạo ra quái vật, nhưng do sơ sẩy để con quái vật sổng chuông. Hậu quả nó phá tan phòng thí nghiệm và giết hết người trong đó. Một nữ bác sĩ tưởng đã chạy thoát nhưng đến cuối cùng vẫn nằm gọn trong bụng quái vật. Kể xong câu chuyện cũng là lúc đến đảo, hòn đảo hiện ra trước mắt mọi người đầy âm u và mây mờ che phủ. Lúc thuyền cập bến, thuyền trưởng đưa mọi người bộ đàm. Vì chỗ này điện thoại không có sóng. Lúc này, nắp hầm của con thuyền mở ra, rồi đóng lại một cách bí ẩn. Trác Vũ đi theo chiếc máy định vị mua trên Shopee, tìm được phòng thí nghiệm bỏ hoang kia. Khung cảnh xung quanh đổ nát tan hoang, nhưng vẫn không dọa được đám bạn trẻ. Họ quyết định sẽ ở lại đây. Đến tối, mọi người đốt lửa cắm trại tại chỗ. Hai cô gái xinh đẹp này còn nhảy múa vì quá phấn khích. Sau đó, cả đám cùng nhau nướng thịt uống bia, rồi cùng khoác vai tâm sự. Đây chính là chuyến đi kỷ niệm ra trường của họ. Sau này, mỗi người sẽ đường ai nấy đi, có cuộc sống công việc riêng. Lửa tàn, mọi người đều đã vào chòi đi ngủ. Nhưng A Mỹ lại buồn vệ sinh nên đã một mình ra ngoài giải quyết. Thế nhưng ở cạnh cô còn có bóng dáng của một sinh vật kỳ bí vụt qua. Sáng hôm sau vì không thấy cô ấy trở lại nên cả đám quyết định chia nhau ra tìm. Đi một lúc mọi người bất động vì vết máu trên cỏ, và phía không xa kia chính là nửa thân trên của A Mỹ. Cô ấy đã bị quái vật sát hại dã man. Mọi người vừa đau khổ, vừa kinh sợ trước sự ra đi của bạn mình. Họ bắt đầu cảm thấy hối hận vì chuyến đi lần này. Không đợi mọi người vơi đi tâm trạng đau thương thì con quái vật đã xuất hiện. Lúc này hình dáng của nó đã hoàn toàn lộ diện. Thân hình to lớn, đầu mọc đầy sừng. Vì quá kinh hoàng không kịp chạy thoát mà một người trong số họ đã bị quái vật nuốt tỏm vào bụng. Quá kinh hãi, những người còn lại không dám nhúc nhích. Chỉ có hai người là tỉnh táo mà bỏ chạy. Quái vật liền đuổi theo bọn họ. Những người còn lại cũng hoàn hồn mà tìm đường chạy trốn. Đến tối mọi người cũng đoàn tụ với nhau ở bờ sông. Nhưng lúc lên thuyền muốn chạy trốn khỏi đây thì lại không thấy thuyền trưởng đâu. Đã thế, động cơ còn không hoạt động. Thẩm Xuyên liền lấy đèn pin chui xuống khoang thuyền để tìm kiếm. Ở dưới này anh phát hiện ra, mọi nhất cử nhất động của bọn họ trong phòng thí nghiệm đều bị thuyền trưởng giám sát qua camera. Chưa kịp đợi anh tức giận, thì đã thấy xác ông ta nằm dưới đất và bị quái vật lôi đi. Quá kinh hãi, Thẩm Xuyên hoảng loạn leo lên cầu thang chạy khỏi khoang thuyền. Thế nhưng con quái vật cũng phá cửa khoang mà leo lên. Nó là một con thằn lằn sói cỡ nhỏ. Mọi người sợ hãi nín thở không dám phát ra tiếng động, nhưng Tả Kiệt và Trác Vũ không biết con quái vật đã xuất hiện ngay trên đầu mình. Trong lúc nó sắp xơi tái hai người thì Thẩm Xuyên dũng cảm đập vào thân thuyền, tạo tiếng động thu hút quái vật. Nó gầm lên lao về phía anh thì bị ngọn pháo sáng dọa cho sợ chạy mất. Người bắn pháo tên Cao Hoành. Anh ta lầm lì bảo bọn họ dẫn mình đi sửa động cơ thuyền để rời khỏi nơi này. Cao Hoành tự giới thiệu mình là nhà sinh vật học, vì tò mò tin đồn quái vật mà tìm đến đây. Mày mò một lúc phát hiện buji đánh lửa bị hỏng, hết cách, họ chỉ đành quay lại phòng thí nghiệm hoang tìm linh kiện. Ở đây, mọi người vừa băng bó vết thương cho nhau, vừa khóc lóc vì đau xót trước sự ra đi của hai người bạn. Ông chú Cao Hoành cũng xử lý vết thương giúp Tiểu Nguyệt. Thẩm Xuyên đã đứng lên trấn an tinh thần mọi người, cổ vũ các bạn mình vượt qua đau thương và sợ hãi, nhanh chóng tìm linh kiện để rời khỏi đây. Cao Hoành có bản đồ mà trước đó tìm được ở phòng thí nghiệm, họ sẽ theo bản đồ tìm đến nhà kho. Nơi đó chắc chắn sẽ có thứ hữu ích. Họ nhận định con quái vật đó rất sợ âm thanh và ánh sáng đột ngột, cộng thêm có bộ đồ nghề đuổi quái vật của Cao Hoành, mà mọi người cũng an tâm hơn. Trong phòng ẩn náu chỉ còn lại hai cô gái Annie và Tiểu Nguyệt bị thương. Trước khi đi, Cao Hoành đã bí mật để lại băng vết thương cạnh đó. Trong phòng tư liệu, Thẩm Xuyên phát hiện bức ảnh cũ của một nhóm nhà khoa học, trong đó có Cao Hoành. Đến một căn phòng khác, Tả Kiệt phát hiện có những cái bịch chồng đứng. Tò mò mở ra xem thì phát hiện ra đó là thịt cá mập thối. Đi tiếp một đoạn, cả đám phát hiện ra tổ trứng quái vật. Điều kỳ lạ là máy móc ở căn phòng này vẫn hoạt động bình thường. Đang tìm kiếm thì Thẩm Xuyên nhận được bộ đàm của Annie, nhưng không thấy bên kia nói gì nữa. Mấy chàng trai liền chạy về xem tình hình. Sau khi đám bạn kia đi,
Cao Hoành lập tức đổ xăng châm lửa đốt cháy tổ quái vật, rồi mở chiếc tủ cạnh đấy để lấy vũ khí. Có vẻ hắn ta rất quen thuộc với phòng thí nghiệm này. Bên phía hai cô gái, Annie nắm chặt bộ đàm, liên tục cầu cứu bạn mình. Nhưng không đợi họ về kịp nữa, con quái vật đã húc bay cánh cửa đi vào. Hai cô gái sợ hãi nép vào một góc. Con quái vật chậm rãi đánh hơi người, khuôn miệng nó rộng và hàm răng sắc bén, sẵn sàng nhai nát nửa thân dưới của con mồi. Annie và Tiểu Nguyệt sợ hãi không dám phát ra tiếng động, nhưng đen đủi chiếc cốc trên tủ bị rơi xuống. Con quái quay lại qua tấm gương phản chiếu đã lộ vị trí của hai người. Tiểu Nguyệt lập tức dùng đèn pin soi vào mắt quái vật khiến nó loạng choạng mất phương hướng. Hai người nhanh chóng bỏ chạy. Trong lúc chạy, Annie không may dẫm trúng đinh trên sàn, nhưng không dám kêu nửa lời. Cô đau đớn rút chân lên tìm chỗ trốn. Tiểu Nguyệt rất muốn cứu bạn nhưng nó đã đuổi đến nơi. Con quái vật không nghe tiếng động gì, nên giận dữ hất đổ tủ sắt tìm mồi. Đèn trên tay Tiểu Nguyệt lại hết pin, còn Annie thì đau muốn chết đi sống lại. Thằn lằn sói nhảy lên những tủ sắt khiến nó đổ dạp, sắp đổ đến chỗ của Annie đang trốn. Hết cách, Tiểu Nguyệt đã lấy hết can đảm xông ra vác Annie cùng bỏ chạy. Phía trước có một ống thông gió, Tiểu Nguyệt đã để Annie chạy lên trước, còn cô thì ở lại lấy bình cứu hỏa xịt vào con quái vật. Không gian trở nên trắng muốt che khuất tầm nhìn của nó, mà Tiểu Nguyệt cũng may mắn trốn thoát vào một đường hầm nhỏ sang căn phòng khác. Còn về phần Annie, cô chậm rãi bò trên ống thông hơi, nhưng vết máu ở chân đã nhỏ dòng dòng xuống dưới thu hút con quái vật. Nó chọc móng vuốt lên thăm dò, khiến Annie kinh hãi không dám nhúc nhích. Bên này, Tiểu Nguyệt sau khi nghe tiếng hét thảm thiết của Annie, đã hội tụ cùng đám bạn. Thẩm Xuyên lo lắng hỏi tình hình của Annie, nhưng họ chưa kịp chạy vào cứu thì đã nghe tiếng gầm gừ của con quái, nên chỉ đành bỏ chạy ra ngoài, cố gắng đóng cửa hầm lại. Nhưng cánh cửa không xê dịch, thằn lằn sói thì sắp đuổi đến. Đột nhiên nhớ ra điểm yếu của quái vật, Thẩm Xuyên đã lấy máy ảnh ra chụp liên hoàn, khiến nó sợ hãi lùi lại. Nhưng máy ảnh cũng sắp hết pin. Cả đám hoảng loạn không biết làm sao, chỉ có duy nhất Trác Vũ bình tĩnh, cậu căng não lập trình câu lệnh đóng cửa. Vào giây cuối cùng, cánh cửa sắt đã đóng lại được, nhốt con quái vật và cả Annie bên trong. Một phần phòng thí nghiệm đã cháy rụi do ngọn lửa của Cao Hoành lúc nãy. Lúc mọi người bình tĩnh lại thì Thẩm Xuyên muốn vào trong giải cứu Annie. Tiểu Nguyệt xin lỗi mọi người vì lúc đó cô cũng hết cách, nhưng bây giờ không phải lúc để trách tội nhau. Họ phải bình tĩnh và đồng lòng thì mới có thể cứu bạn mình và thoát khỏi đây. Bốn người tự động viên tinh thần của nhau. Trác Vũ mang theo cục thịt cá mập thối để che giấu mùi. Sau đó họ quay trở vào trong căn phòng lúc nãy. Trên trần nhà là vết chọc thủng của quái vật và máu nhỏ giọt của Annie. Tạ Kiệt trấn an tinh thần Thẩm Xuyên, có lẽ cô ấy đã chạy thoát. Thẩm Xuyên cũng hy vọng là vậy. Tiểu Nguyệt định đi tìm tiếp, nhưng Thẩm Xuyên không muốn mạo hiểm tính mạng của mọi người, vẫn nên tìm cách rời khỏi đây trước. Lúc này mọi người cũng bắt đầu thắc mắc vì sự mất tích của tên Cao Hoành bí ẩn. Khi nhìn thấy bức ảnh mà Thẩm Xuyên lấy trong phòng tư liệu, Tạ Kiệt chợt nhớ ra Cao Hoành chính là kẻ điên họ thấy trên bờ, và có lẽ chính hắn đã vứt băng gạc dính máu ở cạnh phòng ẩn náu. Nếu đúng vậy thì hắn dụ họ làm mồi và đã lấy thuyền rời đi một mình rồi. Cao Hoành đã xuất hiện trên thuyền, con quái vật cũng có mặt ở đây. Không những không sợ, Cao Hoành còn bắn mũi tên vào nó, rồi lấy trứng thằn lằn ra. Càng lúc lại càng tiến gần con quái vật, dọa nó phải lùi lại rồi chạy mất. Có lẽ là vì nó không muốn hắn ta làm tổn thương những quả trứng, dọa cho quái vật bỏ đi. Cao Hoành vào phòng nói chuyện bộ đàm với người bí ẩn. Qua cuộc nói chuyện chúng ta có thể biết, Cao Hoành thuộc nhóm nhà nghiên cứu tạo ra thằn lằn sói. Nhưng khi tình hình không thể kiểm soát, họ bỏ chạy và vứt Cao Hoành lại trên đảo. Thành quả nghiên cứu của hắn cũng bị chiếm dụng. Bên kia còn cử người đến giết hắn để giữ bí mật về loài sinh vật này. Cao Hoành trên đảo không những không chết, mà giờ còn lấy được trứng của chúng. Hắn muốn đem thành quả nghiên cứu của mình công khai với nhân loại. Cùng lúc này, đám sinh viên đã trở về thuyền, nhưng bất ngờ bị Cao Hoành chĩa súng uy hiếp. Thì ra trước đó, chính hắn ta là người đã giết thuyền trưởng, rồi dụ mọi người quay về phòng thí nghiệm tìm đồ. Mục đích là biến họ thành thức ăn của thằn lằn sói, để hắn có thể dễ dàng lẻn vào lấy quả trứng. Tiểu Nguyệt đã tiết lộ bố mình cũng từng là nhà nghiên cứu, ông ấy là Châu Sâm. Nghe đến cái tên này, Cao Hoành đơ người. Vì Châu Sâm là đồng đội tốt khi xưa của hắn, vì cứu Cao Hoành nên Châu Sâm mới bỏ mạng. Mặc cảm về quá khứ khiến hắn không nhận ra thằn lằn sói đã xuất hiện phía sau, thế là Cao Hoành bị nó xiên một phát rồi ném sang một bên. Mục tiêu tiếp theo chính là mấy con mồi béo ngậy kia. Bất ngờ một con quái vật con cũng đến nhập tiệc, không còn gì để mất. Tạ Kiệt tính lao vào sống mái thì bị nó nhảy vào cắn xé. Những người còn lại thì kinh hãi đến bất động. Cao Hoành dốc chút sức lực cuối cùng để bắn vào con quái vật lớn, khiến nó đau đớn quằn quại, làm dưới hầm bình xăng bị đổ và bắt lửa, khiến cả con thuyền bùng cháy cùng với con quái vật. Trước lúc ngọn lửa lan ra toàn bộ con thuyền, ba người sống sót đã chạy được lên bờ. Thế nhưng ngọn lửa kia không hề hấn gì với con quái vật. Một lần nữa đám bạn phải bỏ chạy toán loạn vào trong rừng. Một lúc sau không còn thấy dấu tích của quái vật, họ mới dám dừng lại. Người ta vào 3 ra 7, còn nhóm này đi 7 giờ còn 3. Tiểu Nguyệt biết nơi đây từng xảy ra sự cố, nhưng không hề biết có quái vật tồn tại. Cô muốn đến đây với hy vọng tìm thấy bố của mình. Trác Vũ nói đó không phải lỗi của cô ấy, nhưng bị Thẩm Xuyên quát lên. Anh vẫn chưa tha thứ cho Tiểu Nguyệt.
Dù biết mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của cô ấy, mà vì hoàn cảnh hiện tại của bọn họ quá bi thương, không có gì để trút giận, Tiểu Nguyệt chỉ biết vừa khóc vừa xin lỗi. Đêm đó không ai nói với nhau câu nào, cho đến sáng hôm sau, Thẩm Xuyên cũng đã bình tĩnh hơn. Ba người nhận ra họ phải cùng nhau cố gắng sống sót, lập kế hoạch phản công để có thể sinh tồn, vì chính bản thân mình và cũng là vì những người đồng đội đã khuất. Dựa vào máy tính của Trác Vũ và những tài liệu mà họ tìm được trong phòng thí nghiệm, cả ba người đã biết được nguồn gốc của con quái vật. Nó có gen của thằn lằn sói cổ đại và tổ hợp gen của nhiều loài săn mồi hiện đại, nên có sức sống và sức mạnh vô cùng kinh khủng. Theo kế hoạch, Thẩm Xuyên sẽ đi thu thập thịt cá mập thối để che đậy mùi cơ thể. Trác Vũ sẽ thiết kế một hệ thống loa, dựa theo nguyên lý giống như karaoke nhà hàng xóm, đèn đóm thì cũng tìm được một mớ. Thêm nữa cần có xăng để đốt cháy con quái vật, và cung tên của Tiểu Nguyệt để chốt hạ nó. Chuẩn bị xong xuôi, mức độ tự tin của mọi người cũng nâng lên nhiều phần, họ đã sẵn sàng lên đường hành động. Thế nhưng đang hăng máu thì bụng của Trác Vũ lại giống lên đòi ăn, hai người còn lại cũng đói, thế nên họ quyết định sẽ ăn trước rồi làm gì thì làm, lỡ có ngỏm thì cũng không trở thành ma đói. Vừa ngồi ăn, ba người vừa đau lòng nhớ lại những người bạn của mình, vì đau lòng mà sinh ra dũng khí chiến đấu, dũng khí tăng cao thì sự quyết tâm phục thù cũng tăng cao. Mọi người đã vào vị trí, Trác Vũ tạo ra âm thanh thu hút quái vật đến, Tiểu Nguyệt dương sẵn cung tên, Thẩm Xuyên nắm chặt bình xăng, nhưng đến phút cuối anh mới nhận ra mình không cầm bật lửa, lúc chạy xuống chỗ Trác Vũ lấy thì con quái vật cũng đến nơi. Mọi việc chệch khỏi kế hoạch, suýt thì Thẩm Xuyên thành phân bón. Rất may Tiểu Nguyệt kịp bật đèn, làm sao nhãng sự chú ý của quái vật. Tiểu Nguyệt cũng nhân cơ hội đó bắn một phát vào con quái vật, nhưng không hề hấn gì đến nó. Trác Vũ dùng khẩu súng âm thanh tự chế của mình, bắn ra những luồng âm thanh khuếch đại, khiến con thằn lằn sói phải lùi lại. Tiểu Nguyệt cũng phối hợp bắn tên khiến nó bỏ chạy, nhưng ra đến cửa đã bị tấm gỗ chặn lại. Con quái tức giận quay đầu muốn sống chết với lũ con người này. Thẩm Xuyên nhân cơ hội ném bom xăng chặn đầu, Tiểu Nguyệt cũng nhắm chuẩn thời cơ bắn một mũi tên vào nó, thế nhưng vẫn chưa hạ được con quái vật. Nó nhảy qua màn lửa truy lùng con người, khiến cả đám phải một lần nữa lui vào ẩn nấp. Trác Vũ rón rén đi ra sau lưng quái vật, lấy hai chiếc loa nhỏ ném về phía dưới Thẩm Xuyên. Quái vật lập tức đi về phía anh. Thẩm Xuyên dù vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân, rồi cầm bình xăng tưới lên người con quái vật. Tiểu Nguyệt bên này lên cấp mũi tên lửa, nhắm chuẩn bắn về phía con quái, nhưng vì tay đã bị thương nên cô bắn trượt. Con quái vật vô tình cào đứt dây điện, khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối, không còn ánh sáng hạn chế tầm nhìn của quái vật nữa. Mọi việc càng trở nên nguy hiểm. Lúc này ba người cần phải hết sức cẩn thận, không phát ra tiếng động nào và dùng thịt cá mập để che đi mùi cơ thể. Thẩm Xuyên nhanh trí ném đá đánh lạc hướng để dụ con quái vật ra khỏi chỗ bạn mình. Đợi khi không còn động tĩnh của quái vật, Trác Vũ đánh liều chạy ra nối lại điện. Đến khi căn phòng sáng đèn thì quái vật cũng đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Nguyệt. Cô sợ hãi đứng bất động. Trong lúc đó Thẩm Xuyên đã dũng cảm nhảy xuống, chém vào đuôi thằn lằn sói. Còn Trác Vũ vì để cứu Tiểu Nguyệt mà nằm gọn trong miệng quái vật, rồi bị nó hất văng ra xa. Mặt anh trắng bệch rồi dần mất đi ý thức. Trước sự ra đi của Trác Vũ, Tiểu Nguyệt đau lòng rồi dần chuyển sang tức giận. Nỗi căm thù con quái vật biến thành nguồn sức mạnh to lớn. Cô dương cung bắn thẳng vào mắt nó. Con quái tức giận đuổi theo thì bị Thẩm Xuyên từ đằng sau chém dìu vào đuôi. Sau đó anh dùng hết sức mình căng dây xích sắt chặn đường quái vật. Thằn lằn sói húc vào dây xích khiến Thẩm Xuyên văng ra xa, và chính nó cũng bị cột đá bên cạnh đè lên người. Bình xăng trên người Thẩm Xuyên đang đổ ra lênh láng, lúc nó nhào ra khỏi cột bê tông, Thẩm Xuyên cũng thoát ra khỏi thùng xăng. Anh né được cú vồ của quái vật, chạy đến bên chiếc bật lửa, nhưng lúc này đã sức cùng lực kiệt. Thẩm Xuyên ngã quỵ xuống, bàn tay anh chỉ cách bật lửa vài centimet nữa thôi, nhưng chưa kịp lấy được thì đã bị móng vuốt của quái vật ghim vào lưng. Thẩm Xuyên dùng hơi thở cuối cùng của mình bật lửa lên, mồi lửa nhanh chóng bắt lấy thân hình con quái vật và đồng thời thiêu rụi cả Thẩm Xuyên. Anh đã dũng cảm hy sinh như thế, nhưng Tiểu Nguyệt không có thời gian để khóc, vì nguy hiểm lúc này vẫn chưa qua đi. Con thằn lằn con lại xuất hiện, sự tức giận và căm thù đã dâng trào trong lòng Tiểu Nguyệt. Cô cầm cung tên đánh gục con quái vật, rồi lấy mũi tên đâm liên tiếp vào nó để trút hết oán hận trong lòng. Chính những con quái vật này đã lấy đi mạng của bạn cô. Lúc Tiểu Nguyệt xử lý xong con quái vật nhỏ, thì con thằn lằn lớn lại hồi phục từ ngọn lửa. Lực đã cạn, ý chí sống cũng không còn nữa. Tiểu Nguyệt đã nhắm mắt buông xuôi, để mặc tính mạng mình cho số phận. Thế nhưng lúc này một điều bất ngờ đã xảy ra. Annie đã cầm theo dây điện chạy đến, dí vào người thằn lằn sói khiến nó đang xuất tại chỗ. Thì ra chỉ có điện mới có thể giết được con quái này. Thấy cô bạn còn sống, Tiểu Nguyệt vui đến phát khóc. Hai người ôm chầm lấy nhau. Thì ra lúc nãy Annie bò theo đường ống thoát được ra ngoài. Cô đã tìm được trạm phát sóng và sửa lại để liên lạc cho bên ngoài. Sau đó cô mạo hiểm quay lại tìm các bạn mình. Nhưng rất tiếc cả nhóm chỉ còn một mình Tiểu Nguyệt, đang tuyệt vọng trước hàm răng của con quái vật. Hai cô gái an ủi nhau trước sự ra đi của đồng đội, rồi cùng dìu dắt nhau ra ngoài, chờ lực lượng cứu hộ tìm đến. Lúc đi, một nhóm 7 thành viên vui vẻ, giờ về chỉ còn lại hai người. Thế nhưng mọi chuyện có phải thực sự đã qua đi không? Quả trứng mà Cao Hoành lấy được bị rơi ngoài bờ sông, đã bắt đầu nứt ra. Và một kẻ bí ẩn đang ngồi thong dong theo dõi camera, xem hết những cảnh tượng đau thương của đám bạn. Đến cuối cùng thì họ vẫn chỉ là những con chuột bạch cho thí nghiệm của những kẻ điên rồ mà thôi. Bộ phim đến đây là kết thúc.
Nếu thấy video này hay, hãy ủng hộ bọn mình bằng cách ấn like và đăng ký kênh. Đừng quên bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video hấp dẫn trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.